Thủy đậu hay còn gọi là bệnh trái rạ là một căn bệnh truyền nhiễm khá nguy hiểm. Tần suất mắc bệnh thủy đậu ở phụ nữ mang thai là 7/1000. Bệnh có thể ảnh hưởng đến người mẹ và để lại hậu quả nặng nề cho thai nhi. Bệnh thường xuất hiện với những triệu chứng dễ nhận biết như sốt, mệt mỏi, nổi bóng nước khắp người, có đường kính bóng nước từ 2 đến 5mm. Thời gian ủ bệnh thường dưới 2 tuần. Và cái biểu hiện đầu tiên của bệnh thủy đậu đó là viêm băng đường hô hấp trên. Và sau đó thì bệnh nhân có biểu hiện đau rát họng. Và sau đó thì có nổi những cái nốt phỏng nước từ đầu xuống dưới thân. Và các cái nốt to nhỏ nhiều lứa tuổi tùy theo giai đoạn của bệnh. Càng ngày mọc càng nhiều hơn. Nguyên nhân chính gây bệnh thủy đậu là do nhiễm virus varicella zoster. Ngoài ra, bệnh còn do những tác nhân khác gây ra như sử dụng chung đồ dùng với người bệnh, tiếp xúc gần với người bệnh, vệ sinh nơi ở và cơ thể không sạch sẽ, hệ miễn dịch yếu kém. Phụ nữ mang thai nếu mắc bệnh thủy đậu có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và con. Đối với người mẹ, viêm phổi, tổn thương hệ thần kinh, gây sẹo ở da, sảy thai hoặc thai chết lưu, thậm chí gây tử vong. Đối với trẻ, dị tật bẩm sinh, tật đầu nhỏ, bệnh lý võng mạc, đục thủy tinh thể, nhẹ cân, chi ngắn, chậm phát triển tâm thần. Để phòng ngừa, tốt nhất bà bầu nên đi tiêm chủng phòng ngừa thủy đậu ít nhất 3 tháng trước khi mang thai. Nếu đã từng tiêm trước đó thì không cần tiêm lại. Ngoài ra, mẹ bầu cần lưu ý những điều sau. Khi mà phát hiện ra đi vào vùng dịch tễ mà có cái bệnh thủy đậu thì người phụ nữ cần phải nâng cao cái thể trạng của cơ thể. Nó không có thuốc phòng tránh ngay từ đầu, bởi vì cái thuốc mà dành cho thủy đậu nó gây độc cho thai. Cho nên chúng ta chỉ cần tăng cường kháng thể lên thôi. Tránh tiếp xúc với người mắc bệnh thủy đậu, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường xung quanh, chú ý các triệu chứng để được chẩn đoán và chữa trị nhanh nhất. Hãy phòng ngừa bệnh thủy đậu ngay từ đầu thai kỳ để mẹ và bé được khỏe mạnh,